Vivi. Xin được kính chào tất cả các anh chị em, các quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại Em Hoàng trên kênh ô tô Vlog. Vâng, hôm nay em xin được giới thiệu các anh chị em một siêu phẩm đến từ nhà Toyota anh chị em nhé. Đây là chiếc Toyota Fortuner, máy dầu tự động anh chị em ạ. Và bản này là bản một cầu anh chị em nhé. Đấy, form này là form 2021 mới ra. Đấy, chiếc xe này thì là sản xuất năm 2020 anh chị em nhé. Đó, các anh chị em có thể thấy đây, ngay từ mặt ca lăng thôi các anh chị em đã thấy được sự hầm hố với cái kiểu dáng form mới đến từ hãng Toyota anh chị em nhé. Đấy, lượn sóng này, đó, rất là đẹp. Đó, và bạn quay, bạn cameraman có thể quay trực tiếp vào đây. Đây là hệ thống đèn pha beam LED này. Đó, anh chị em này. Đó, các cảm biến xung quanh đây, anh chị em có thể nhìn thấy các cảm biến đây. Đó, đây là đèn báo rẽ đây và đèn sương mù anh chị em nhé. Phải nói là một cái cải thiện rất là đáng được khen ngợi từ hãng Toyota anh chị em ạ. Máy dầu từ dòng Fortuner này thường thường là hay bị bỏ rơi trên dòng Fortuner. Đấy. Thường thường là nếu mà máy dầu số tự động, ngay cả máy dầu số tự động nhé anh chị em nhé, thì không được trang bị cả cái dàn beam LED này đâu anh chị em ạ. Đấy, lên form 2021 thì Toyota đã cải thiện điều đấy. Đây là phần thân xe anh chị em nhé. Phần thân xe đây, đây vẫn là dàn lốp 17 inch anh chị em ạ. Đó, 17 inch. Đây là dàn một cầu nhé anh chị em nhé. Xe một cầu, cái la răng một cầu với cả hai cầu nó sẽ khác nhau chị em ạ. Đây là hệ thống đèn báo rẽ tích hợp là luôn trên gương chiếu hậu ngoài. Đó, bật lên xuống đèn nhám. Đó, bên cánh cửa thì chúng ta có thêm cả nút bấm tự động anh chị em nhé. Đó, ok, mời anh chị em chúng ta cùng tham quan nội thất bên trong. Nội thất bên trong xe là màu đen chỉ ghi, chỉ sáng màu ấy anh chị em ạ. Đấy, màu đen, ghế da rất là đẹp anh chị em ạ. Đó, ghế thì ghế lái chỉnh điện anh chị em nhé. Đó, 6 hướng. Đó, đó, xe thì bọn em xe cực lướt luôn, có 2,2 vạn thôi anh chị em ạ. Đây, nếu mà anh chị em cần thì có cả phiếu nhắc bảo dưỡng đây anh chị em nhé. Đó, phiếu nhắc bảo dưỡng đây. Đó, Cruise Control này. Đấy, lẫy chuyển số thể thao anh chị em nhé. Hệ thống đèn pha cốt đây tự động này. Đó, ở đây thì chúng ta có thêm cái gạt mưa nhưng mà không được tự động. Ở đây đàm thoại rảnh tay kết nối với Voice Control anh chị em nhé. Để em mở lên anh chị em ạ. Thì máy dầu số tự động đời 2021, à form 2021 thì đã lên đèn nổ start stop rồi nhé anh chị em nhé. Đó, đây là hệ thống giải trí đã được tích hợp, đây là có sẵn là màn hình Android, rất là tiện lợi rồi anh chị em ạ. Đấy, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập tự động nhé anh chị em nhé. Đó, rồi đây được có gắp chi tiết ốp gỗ đây rất là đẹp. Đấy anh chị em ạ. Đó, rồi đây chúng ta có thêm cái ngăn nước nữa này, ngăn làm mát. Đấy, ok, chúng ta sẽ xuống khu vực dành cho hành khách anh chị em nhé. Đây là khu vực dành cho hành khách anh chị em ạ. Đây chúng ta ở giữa thì chúng ta có ghế tựa đầu, bệ tì tay, giá để cốc. Trên này thì chúng ta có thêm các hệ thống điều hòa ở đây. Đó, đó anh chị em nhé. Đó, rất là mát. Đấy, đèn ở đây. Đó, ở dưới này thì chúng ta có thêm một cái cổng sạc ở đây nữa. Cổng này là cổng tẩu sạc. Đây thì chúng ta có thêm một cái ngõ cắm khoảng 220V 100W. Đấy anh chị em ạ. Đấy, cái này là cái thiết kế mà học hỏi theo Ford Everest anh chị em nhé. Đấy, rồi. Đây là phần đằng sau xe. Đấy, mặc dù là đời cao nhưng mà vẫn phải dùng cơ khá nhiều anh chị em ạ. Đầu tiên là phải kể đến cái cúp điện này. Cúp điện, à cái cúp thường này. Nếu mà anh chị em muốn cúp điện thì chúng ta độ cũng được, hoặc là phải mua cái bản cao cấp hai cầu anh chị em nhé. Đấy, và kể cả bản Legender bây giờ sản xuất ra thì cái hàng ghế thứ ba này chúng ta vẫn phải gập lên anh chị em ạ. Đấy, một cái thiết kế em cũng không hiểu là truyền thống hay là cổ hủ của người Nhật nữa. Đó,
Ở đây chúng ta có thêm cái camera đằng sau. Đó, tích hợp sẵn vào trong cái màn hình Android. Ok anh chị em nhé. Chiếc xe này thì bên em đang mong muốn với mức giá là hơn 1 tỷ một chút anh chị em ạ. Hơn 1 tỷ một chút thôi. Và để có được cái giá ưu đãi nhất thì anh chị em hãy gọi cho em Hoàng nhé. Số điện thoại 0983322508 em sẽ để trên màn hình. Và quý em Hoàng cũng như là muốn trải nghiệm chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu số tự động này thì hãy đến showroom Vương Quốc Gầm Cao anh chị em ạ. Địa chỉ tại 26 đường Cầu Diễn tại thủ đô Hà Nội. Đó, hiện tại thì bên em có hơn 70 đầu xe cơ. Hơn 70 đầu xe cho anh chị em trải nghiệm anh chị em nhé. Đó. Hyundai Santa Fe, Pajero Sport, Ford Everest, rất là nhiều các dòng xe, kể cả Toyota Hilux cũng có anh chị em ạ. Đó. Ok anh chị em, xin kính chúc anh chị em có một ngày mới tràn ngập sức khỏe, tràn ngập niềm vui và gặp nhiều điều may mắn. Em Hoàng xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong chương trình tiếp theo.